Hy vọng rằng tất cả những người mà muốn chơi chim và giao lưu chim một cách lịch sự có thể chuyển khoản trước cho bên mình, nên mình sẽ có cái sự ưu ái nhất định dành cho những người tin tưởng với có niềm tin về thao chim cô gái miền Bắc. Đây là gọi là con chim cu đất, bởi vì nó ở dưới đất, nó kiếm ăn ở dưới đất. Những con chim này là những con chim mồi tương lai, mình sẽ thả nó đi dưới đất như thế này, và nó cũng chỉ đi dưới đất. Nên khi các bạn chơi những con chim này phải biết là nó là mồi đất, thì nó phải thích nghi với việc kiếm ăn ở dưới đất và đứng ở dưới đất để mà gáy gáy gọi gù thúc giục. Và mình cố tình tạo ra những cái thảm cỏ như thế này để tạo ra sự thiên nhiên hoang dã kỳ thú. Đó. Vui vui thì nuôi con ngỗng chơi. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những khoảnh khắc thật là tuyệt vời về những con chim cu gáy. Mình sẽ sưu tầm để cập nhật vào cái trang cá nhân của mình trên YouTube, là chim cu gáy hay, để cho anh em có thể là xem và thưởng thức. Hiện bây giờ mình đứng cách khoảng 1 mét nhưng nó vẫn kiếm ăn uống hồn nhiên. Quý vị và các bạn
có thể đến tham quan cái vườn chim cô gái của mình với cái địa chỉ là thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Để biết thêm chi tiết, các bạn có thể gọi vào số 01 63 53 05 982. Các bạn có thể đặt mua những chú chim non về các bạn bón, hoặc nếu các bạn không bón được thì các bạn đặt trước, chúng tôi sẽ bón đến lúc biết mổ và chuyển nhượng cho các bạn. Bên mình thế mạnh là chim non giống, mình có máy ấp và có cách nuôi chim non thuần ngay từ bé. Chính vì vậy những con chim già như này thì mình cũng biết cách thuần từ đó. Nó cũng rất hiên nha, hiên ngang như này. Đây là những con chim bắt đầu tăm tăm cườm, lốm đốm cườm. Chó trông chim đấy. Chó nuôi chó để trông chim. Đấy. Chim nó phải có cát trâu lên bãi chăn thả như này là nó sẽ tiêu hóa rất tốt. Rồi, mình cứ đi theo. Gì đây? Anh đang quay chim một tí đã. Ăn cơm trước đi. Quý vị và các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy đăng ký kênh Chim Cu Gáy Hay của mình và Facebook là Chim Cu Gáy Hay. Số điện thoại là 01 63 53 05 982. Tôi đã đến giờ ăn cơm. Xin chào các bạn. Hãy đăng ký kênh của mình để tiếp tục đón nhận những video, những khoảnh khắc thật tuyệt vời về con chim cu gáy.